gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất chung khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà cho đời, để yêu mến.